Xin chào mừng quý vị quay trở lại với bản tin FBNC tới ngày 21 tháng 7 và chúng ta đang đến với chuyên mục chuyên gia thị trường để cùng tìm hiểu về diễn biến thị trường chứng khoán ngay trong phiên giao dịch ngày hôm nay 21 tháng 7. Và ngày hôm nay chúng ta xin được có cuộc trò chuyện cùng anh Nguyễn Hữu Thủy là trưởng phòng môi giới công ty chứng khoán ORS. Đầu tiên xin được gửi lời chào anh Thủy. Xin chào. Vâng, thưa anh, thì thị trường hôm nay tiếp tục bị điều chỉnh thì anh nhận định thế nào về trạng thái chốt lời thị trường hôm nay? Tôi nghĩ rằng là thị trường nó đã thể hiện một cái sức tăng tương đối tốt từ sau sự kiện Brexit đến giờ. Tôi nghĩ rằng là cái với các cổ phiếu liên tục thay đổi, liên tục cho thấy sự tốc độ tăng trưởng như vậy. Nhưng mà đồng thời trong những phiên, trong khoảng 1-2 phiên trở về đây, trong khoảng trong tuần này, thì nhà đầu tư đã thấy rằng là cái khả năng tăng của các cổ phiếu nó không còn được mạnh mẽ nữa. Vậy thì sẽ xuất hiện tâm lý chốt lời. Khi nhà đầu tư chốt lời liên tục như vậy, tôi nghĩ rằng là một cái phiên điều chỉnh như phiên ngày hôm nay là điều rất là dễ hiểu. Vâng, vậy thị trường thực sự đang phải đối mặt với điều gì vậy thưa anh? Tôi nghĩ rằng là vấn đề thị trường hiện nay đang, có thể là thị trường đang đối mặt á, là tôi nghĩ rằng đầu tiên thông tin báo cáo tài chính quý 2 của tương đối của nhiều ngành trong toàn bộ thị trường không được như là kỳ vọng, không được mạnh mẽ như kỳ vọng của nhà đầu tư. Hay ít chúng ta có thể nói rõ ràng hơn là ít nhất là nó sẽ không có được là thể hiện cái mức độ tăng trưởng mạnh so với tốc độ tăng trưởng của giá cổ phiếu đã thể hiện trong thời gian vừa rồi. Đồng thời với đó là những cái thông tin mà hỗ trợ thị trường nó cũng chưa hoàn toàn được rõ ràng, có cái gì mới hơn. Tôi nghĩ đây là những cái yếu tố mà làm cho ảnh hưởng tới thị trường nhất. Đó là chúng ta có thể coi như là thiếu thông tin tích cực. Vâng, cảm ơn anh. Dạ vâng. Và có một cổ phiếu mà cũng khiến nhà đầu tư cũng khá là kỳ vọng, đó là Vinamilk. Trong phiên ngày hôm nay thì khi mà Ủy ban chứng khoán chính thức chấp thuận Vinamilk nới room ngoại 100%, thì cái diễn biến của cổ phiếu này trong phiên hôm nay cũng không có gì tích cực cả. Vậy thì nhận định của anh như thế nào? Tôi nghĩ thế này, thực ra cổ phiếu Vinamilk ấy thì đã trong các lần trao đổi trước đây của chúng ta thì tôi cũng đã từng chia sẻ Vinamilk là một cổ phiếu đáng để đầu tư. Chúng ta cũng nhớ lại nha, cổ phiếu Vinamilk với mức giá của thời gian hiện nay, đây là vùng đỉnh giá lịch sử của Vinamilk từ trước đến giờ, là giá cao nhất của nó. Chúng ta lấy giá là giá sau điều chỉnh nha. Thì đây là một trong vùng giá cao nhất. Thì chúng ta cùng coi lại Vinamilk có thông tin gì tích cực. Tại sao việc mà Ủy ban chứng khoán nhà nước đồng ý là nới room 100% cho nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu Vinamilk? Điều này có nghĩa như thế nào? Tôi nghĩ thế này, cổ phiếu Vinamilk là một cổ phiếu mà bất cứ các quỹ nước ngoài nào khi hoạt động tại thị trường chứng khoán Việt Nam đều muốn nắm giữ. Tuy nhiên do vấn đề room cho nên trước đây đa phần các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ nó đều rất là chặt và hoàn toàn không có sự mua thêm, và luôn luôn là full room, dẫn đến việc các quỹ vào sau khi muốn sở hữu Vinamilk đều không có thể mua được. Do vậy bây giờ nếu như mà Vinamilk mà được mua full 100% room, các quỹ muốn tạo sự cân bằng, muốn tạo sự là muốn đưa Vinamilk vào trong danh mục của mình để tạo sự ổn định của danh mục tài khoản, thì họ nhất định sẽ, tôi nghĩ rằng là rất nhiều khả năng Vinamilk sẽ được đưa vào các quỹ mà đang hoạt động tại thị trường Việt Nam. Do vậy là cái kỳ vọng của Vinamilk tôi nghĩ rằng là vẫn còn rất là cao. Bản thân tôi vẫn đánh giá rằng là bản Vinamilk sẽ còn được tăng vụ được thêm nữa sau khi mà chính thức full room 100%. Cảm ơn anh rất nhiều. Dạ rồi. Và kính thưa quý vị, chúng ta vừa có cuộc trò chuyện cùng anh Nguyễn Hữu Thủy là trưởng phòng môi giới công ty chứng khoán ORS xung quanh diễn biến thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày hôm nay. Và những thông tin vừa rồi cũng mang tính chất tham khảo đến từ chuyên gia, và chúng tôi hy vọng là quý vị sẽ có được những thông tin bổ ích cho các quyết định đầu tư thành công của mình. Đến đây, xin mời quý vị quay trở lại với bản tin FBNC tối 21 tháng 7. Và kính thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị cùng điểm qua những nội dung nổi bật đã được phát trong bản tin FBNC ngày hôm nay. Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam vừa công bố khảo sát chỉ số môi trường kinh doanh quý 2 2016 của Việt Nam. Theo đó, các doanh nghiệp châu Âu đánh giá môi trường kinh doanh Việt Nam vẫn duy trì tích cực. Đa số các doanh nghiệp cho biết sẽ duy trì quy mô hiện tại hoặc tăng vốn và nhân công trong tương lai gần.
Hội đồng Tiền lương Quốc gia vừa tổ chức cuộc họp kín nhằm thương lượng về 3 phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2017. Trong đó, mức tăng lương cho năm 2017 được đề xuất dao động từ 200 đến 350 ngàn đồng một tháng. Trước đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất mức tăng lương tối thiểu cho năm sau là khoảng 11,11%, tức khoảng 250 đến 400 ngàn đồng một tháng. Vừa chính thức áp dụng thuế tự vệ với mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu, Cục Quản lý Cạnh tranh đã xác nhận nhận đủ hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép hình chữ H nhập khẩu từ Trung Quốc. Hiện cục này đang yêu cầu các doanh nghiệp liên quan cung cấp các thông tin để thẩm định hồ sơ. Kết quả của việc thẩm định này có thể dẫn đến việc trình vụ việc lên Bộ trưởng Bộ Công Thương hoặc không ra quyết định điều tra. Một cơn mưa lớn ở tỉnh Hà Bắc Trung Quốc vào ngày 20 tháng 7 đã khiến 14 người chết và 72 người khác vẫn đang mất tích. Tỉnh này đã phải kích hoạt báo động thảm họa và sơ tán hơn 123.000 người khác. Thống kê cho thấy có hơn 7.100 ngôi nhà và gần 1,5 triệu hectare đất nông nghiệp bị hủy hoại do lũ lụt và lở đất. Bộ Nội vụ và Ủy ban Quốc gia về cứu trợ thiên tai Trung Quốc đã gửi các nhóm cứu trợ đến những vùng bị ảnh hưởng để hỗ trợ công tác cứu trợ thiên tai. Một vụ tai nạn mới vừa xảy ra tại Mỹ liên quan đến trò chơi Pokemon Go. Theo đó, thì một tài xế do mãi săn lùng Pokemon trong khi lái xe đã tông vào xe cảnh sát. Và đây đã là vụ tai nạn thứ 3 trong vòng một tuần có liên quan đến người chơi Pokemon Go. Trước đó, một người đàn ông đã tử vong do rơi xuống vực sâu lúc đang chơi game tại California, Mỹ. Và kính thưa quý vị, đến đây thì bản tin FBNC ngày 21 tháng 7 2016 xin được khép lại. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Phi Yến xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại chương trình cũng như tất cả các bản tin đã phát trên kênh FBNC thông qua website fbnc.vn. Đến đây Phi Yến xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.